Các đơn vị trong toàn quân sáng nay tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2. Cùng dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái và đại diện các địa phương trên địa bàn Quân khu 2. Chiến sĩ Nguyễn Đức Kiên, Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, thay mặt hàng trăm chiến sĩ mới của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, Quân khu 2, đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Đây là dấu ấn đáng nhớ với người chiến sĩ trẻ này và các đồng đội của mình. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ tuyên thệ, những tiếng xin thề, đồng thanh hào hùng vang lên, như tiếp thêm sức mạnh và khí thế cho mỗi chiến sĩ. Hôm nay, thay mặt cho tất cả chiến sĩ mới, tôi lên đọc 10 lời thề thì tôi rất là vinh dự và tự hào trong không khí trang nghiêm của buổi lễ. Đây cũng là dấu ấn xuyên suốt cuộc đời quân ngũ của tôi. Và đây cũng là động lực để cho tôi cố gắng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến cho đơn vị. Trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 174 đã tích cực đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện. Đội ngũ cán bộ các cấp tận tình sâu sát, uốn nắn kịp thời và rút kinh nghiệm qua từng buổi huấn luyện. Những nỗ lực quyết tâm trong 3 tháng qua đã giúp các chiến sĩ mới của Trung đoàn có kết quả huấn luyện tốt. Họ đã sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới và sự trưởng thành của tân binh không chỉ là niềm vinh dự tự hào của riêng họ, mà đó còn là niềm tự hào của địa phương, gia đình khi chứng kiến khoảnh khắc tuyên thệ thiêng liêng của con em mình dưới quân kỳ quyết thắng. Tinh thần, ý chí, quyết tâm, phong cách, thái độ rất chuyên nghiệp, nghiêm túc, kỷ luật, kỷ cương và đặc biệt là cái tinh thần, khí thế, quyết chiến, quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã từng bước ngấm vào các chiến sĩ mới. Một cái lễ tuyên thệ hết sức là hào hùng và trang trọng. Ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ mới, đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu chiến sĩ mới Trung đoàn 174 nói riêng, toàn quân nói chung cần nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm vẻ vang, xây dựng động cơ quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng thời ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa trong môi trường quân đội. Dù ở đơn vị nào trong quân khu này, khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì cũng đều tận tâm tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác, đúng không? Đúng như lời thề của quân đội đã xác định đến sáng nay các cháu thề đấy nhá, phải hô quyết tâm thật to và mình thật quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ và phải chấp hành kỷ luật cho thật tốt. Càng chấp hành kỷ luật tốt thì sau này mình càng có điều kiện để nghiên cứu phát triển về tri thức, về sức khỏe, sau này có điều kiện để tiếp tục cống hiến cho đất nước. Tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng, các tân binh đã khẳng định sự trưởng thành cả về thể lực, trí lực và bản lĩnh của mình, tự tin bước vào các nội dung huấn luyện chuyên ngành sắp tới. Nhân dịp này, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết và đoàn công tác đã đến dâng hương tại phòng truyền thống và trồng cây lưu niệm tại Sở Chỉ huy Trung đoàn 174. Cũng trong sáng nay, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Phát huy truyền thống đi là chiến thắng, đánh là dứt điểm của đơn vị hai lần anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Gia Định quyết tâm thi đua vượt qua mọi khó khăn thử thách, tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương những kết quả Trung đoàn Gia Định đạt được trong công tác huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, kết hợp huấn luyện với công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, đơn vị quản lý điều hành huấn luyện chặt chẽ, đảm bảo nội dung, thời gian cho các đối tượng. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu mỗi chiến sĩ khi được biên chế về đơn vị nào, nhận nhiệm vụ gì cũng phải phát huy vai trò trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tiếp thu kiến thức quân sự mới, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Lãnh đạo chỉ huy các đơn vị tiếp tục quan tâm động viên và tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng sáng nay đã dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới các đơn vị phòng không không quân tại miền Trung, gồm Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375. Trong 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới năm nay, Sư đoàn 372 và Sư đoàn 375 đã lấy huấn luyện thực hành làm chính, bám sát điều kiện thực tế của từng đơn vị. Quá trình huấn luyện,
Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, trình độ chiến sĩ mới không đồng đều, đơn vị đã tập trung khắc phục, chỉ đạo đội ngũ chỉ huy các cấp sâu sát, động viên, cổ vũ tinh thần phấn đấu cho bộ đội. Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương kết quả hai đơn vị đã đạt được trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, đồng thời yêu cầu các đơn vị thời gian tới tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cho mỗi cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tích cực quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sáng nay đã dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024 tại Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh. Sau 3 tháng huấn luyện tại Lữ đoàn 45, các đồng chí chiến sĩ mới đã trưởng thành, chững chạc cả trong nhận thức và hành động, nắm vững một số nội dung về quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật theo quy định. Thực hành tốt yếu lĩnh, quy tắc bảo đảm an toàn trong kiểm tra 3 tiếng nổ. Thượng tướng Phạm Hoài Nam đề nghị thời gian tới, Lữ đoàn 45 cần kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện với rèn luyện thể lực, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại, đồng thời xây dựng cho cán bộ chiến sĩ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có trình độ kỹ chiến thuật chuyên ngành tốt. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, sáng nay dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên thệ chiến sĩ mới của Lữ đoàn 113, Binh chủng Đặc công. Năm nay, Lữ đoàn được binh chủng giao làm mẫu kiểm tra điểm 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới. Vì vậy, ngay từ giai đoạn đầu, các phân đội đã tổ chức huấn luyện kết hợp kiểm tra chặt chẽ, rút kinh nghiệm, bảo đảm chiến sĩ mới nắm chắc nội dung kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành. Kết quả kiểm tra đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu yêu cầu đặt ra trong huấn luyện giai đoạn 1. Ngoài các nội dung huấn luyện chung, chiến sĩ mới còn được tham gia câu lạc bộ võ thuật, huấn luyện bổ sung về thể lực, đặc biệt là những nội dung cơ bản của võ chiến đấu đặc công. Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa đánh giá cao kết quả làm điểm về huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh của Lữ đoàn và mong muốn các chiến sĩ mới phát huy nền tảng cơ bản này để tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện chuyên ngành, trở thành những chiến sĩ đặc công đặc biệt tinh nhuệ. Lữ đoàn 113 cũng đã tổ chức điều chỉnh, kiện toàn bổ sung biên chế quân số, lực lượng về các đơn vị, kết hợp củng cố thao trường bãi tập, điều kiện để chiến sĩ mới bước vào giai đoạn huấn luyện cao hơn của năm thứ nhất. Dự và chỉ đạo lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 vào sáng nay, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, biểu dương toàn thể chiến sĩ mới của Sư đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn đầu quân ngũ. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu khi nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới, các đồng chí chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương, quân đội, nhanh chóng ổn định, tiếp thu kiến thức quân sự mới, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị sư đoàn tiếp tục tăng cường huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ canh trực, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, luyện tập thành thục các phương án, dự kiến nhiều tình huống, không để bị động bất ngờ. Cùng ngày, các đơn vị thuộc quân đoàn 4 cũng đồng loạt tổ chức tuyên thệ. Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã dự và chỉ đạo lễ tuyên thệ chiến sĩ mới tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 vùng 1 Hải quân. Trải qua thời gian luyện rèn, các tân binh đã có một nền tảng chính trị và quân sự vững chắc để làm cơ sở tiếp tục huấn luyện, nâng cao những nội dung sau này. Sau khóa huấn luyện, các đồng chí chiến sĩ mới đã có nhiều chuyển biến lớn, tiến bộ vượt bậc cả về bản lĩnh chính trị cũng như kỹ năng quân sự, thể hiện rõ rệt qua kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ. Lễ tuyên thệ đã thực sự mang lại cảm xúc thiêng liêng, tự hào đối với mỗi chiến sĩ mới, mang trên mình sứ mệnh bảo vệ biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã dự lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2024 tại Lữ đoàn 86, Binh chủng Hóa học vào sáng nay. Trải qua quá trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Lữ đoàn 86 không chỉ nắm chắc nội dung, thuần thục động tác kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh, mà còn vận dụng linh hoạt nội dung được huấn luyện vào xử lý các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian huấn luyện, Lữ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như diễn đàn thanh niên, chương trình giao lưu kết nối, ấm tình đồng đội, chương trình sinh nhật đồng đội. Đặc biệt, năm 2024, đơn vị đã chỉ đạo tạo nhóm kết nối giữa đại đội và gia đình, thông báo số điện thoại cố định để kịp thời cập nhật thông tin, trao đổi tình hình. Qua đó, góp phần tạo dựng lòng tin nơi hậu phương chiến sĩ, cũng như động viên, cổ vũ tinh thần các chiến sĩ mới thêm yên tâm, phấn khởi, rèn luyện tại đơn vị. Cũng trong sáng nay, nhiều cơ quan đơn vị trong toàn quân đã tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng và tự hào.
100% chiến sĩ mới của sư đoàn 325 quân đoàn 12 đã hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, thuần thục yếu lĩnh động tác, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh. Kết quả kiểm tra 3 tiếng nổ, 100% đạt yêu cầu, trong đó có hơn 80% khá giỏi. Bám sát hướng dẫn của trên, các đơn vị của sư đoàn 325 đã xác định các khâu đột phá trong huấn luyện chiến sĩ mới, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Sau lễ tuyên thệ hôm nay, các chiến sĩ sẽ được biên chế về các đơn vị trong quân đoàn để tiếp tục huấn luyện nâng cao và thực hiện nhiệm vụ trong quân ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện miệt mài trên thao trường bãi tập, các chiến sĩ mới của sư đoàn 312, quân đoàn 12 đã hoàn thành nội dung chương trình huấn luyện. Đáng chú ý, dưới sự huấn luyện khoa học sâu sát của cán bộ chỉ huy các cấp, chiến sĩ mới đã nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật và biết cách sử dụng súng STV-380. Tới thời điểm này, các chiến sĩ mới đã có sự trưởng thành rõ rệt về mọi mặt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể lực tốt, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong dịp này, Lữ đoàn 279 Binh chủng Công binh đã phối hợp với các đơn vị địa phương đón gia đình các chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong học tập huấn luyện đến tham dự lễ tuyên thệ và tham quan đơn vị. Được chứng kiến sự trưởng thành của con em mình sau quá trình rèn luyện trong quân ngũ, đại diện các gia đình đều bày tỏ sự xúc động, phấn khởi và động viên con em mình tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là nguồn động lực tinh thần để khi về đơn vị mới, mỗi chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng làm quen, tích cực học tập rèn luyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quá trình huấn luyện chiến sĩ mới, Trung đoàn 692 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện các nội dung thực hành, kết hợp rèn luyện thể lực cho bộ đội. Trung đoàn đã tổ chức tốt việc kiểm tra bắn phân đoạn, bắn tổng hợp súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn nổ nhiều lần, từng bước rèn luyện tốt về tâm lý, yếu lĩnh động tác, bắn, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ cho chiến sĩ mới. Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự, Đại học Trần Đại Nghĩa, Tổng cục Kỹ thuật đã tiếp nhận các chiến sĩ mới và tổ chức giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, huấn luyện các nội dung kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, công tác hậu cần kỹ thuật cho chiến sĩ mới. Qua 3 tháng huấn luyện, đội ngũ chiến sĩ mới đã có nhiều chuyển biến căn bản về nhận thức, chấp hành nghiêm các chế độ quy định, pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt các nội dung theo quy định.